Thì hôm nay Phương lại có một trò chơi nữa nha cả nhà. Đó chính là bây giờ mình sẽ bịt cái mắt vậy nè, cái xong mình chọn ống hút đây, cái xong mình chọn đằng sau đó cho vô cái chai này được, giờ uống hết chai nước thì mình sẽ thắng 400 ngàn nha cả nhà. À, uống hết chai nước hả? Ừ, 400 ngàn. Xin lỗi, mẹ nha, sáng giờ con chưa uống nước á. Còn mẹ nãy mẹ vừa ăn cơm cơm uống nước vô rồi. Ừ, cái này thua gì, cái này đang khát nước, nó ngọt ngọt phải uống đó. Dạ, cậu bảy chơi là cậu bảy tìm hai lỗ không có đâu, trời ơi dẹp đơn rồi. chưa trong tay chưa cái chưa đây. Giờ còn có nội làm gì đây hả? Lấy lưỡi chặn lại nha, tao đâm từ đây để chỗ tao lỗ đít luôn á, tao cho biết nha. Mẹ cái con thuốc rồi chưa. Việt Nam có tính cần cù hãy gơi xuống đất khỏi phù ăn nghe. Thấy chưa? Chưa. Lưỡi chậm lại thôi, nó đâm từ đây là chỗ cái lỗ đít đó, tao cho biết. Rồi, 1, 2, 3, vô. Ba mùi đêm, mày mỏi cái đầu mẹ hả mày? Chết mày hả? Ừ, mổ đây nãy thầy bảy cứ dễ lắm. Đầu xanh. Đúng rồi, hay rồi, hay ha, vô rồi ta. Vô rồi ta. Hả, cậu bảy nghe tục lỗ hay gì mày ơi? Cậu bảy nghe tục lỗ hay đường hay gì? Đâu? Không thấy đường, đục lỗ không hút, đục lỗ không hút. Bây giờ nếu vậy tôi lấy thêm một cái khẩu trang nữa. Thôi khỏi đi. Ai cãi luôn. Thôi khỏi đi, không thấy đường nào. Cái này dễ lắm, tôi đưa vô đụng rồi hút được à. Rồi, ở đây cậu bảy. Rồi, mẹ chọt coi. Cậu xanh rồi, bây giờ lại kiếm lại, không kiếm được không? Rõ, sắp vô mẹ ơi, vô rồi. Hay quá. Tới miếng cậu bảy, tới miếng cậu bảy. Tới miếng. Đó, đúng rồi. Ở trên chọn thẳng luôn. Mổ xuống, đó. Mổ xuống mẹ. Đúng rồi. Ê đâu ta, không thấy đường ta. Trời ơi. Hình như cái chai ta đi mất thì phải. Bắt đầu. Tao qua không có chung cái chai. Mẹ mở mắt ra coi. Chai mẹ đó là mất vậy. Chai tao nãy là đây nè. Tao bậy không. Tao nói là mất cái chai thì phải, tao qua không chung. Mất đầu mất ảo sao cái chai tao đi á. Tôi cũng mất cái chai nè. Đủ. Bởi tao qua không chung. Nếu mà chung là mình mới canh được. Nó mất cái chai á. Chơi phải lành quẹt của anh hai sao á. Anh Giang vừa rồi. Ừ. Chơi lại quẩy. Vô. Không gian vừa chứ. Mổ thẳng xuống nha chứ không được gà, không được gà nha. Mổ thẳng xuống. Trời xem chú mẹ ơi chọc miếng mày. Không quẩy, không quẩy. Tối này nó mất cái chai đó nè. Cái chai đó không vậy. Tôi lấy ra nè. Giờ lên cái khoác rồi nè. Quẩy cho nó. Trời ơi là trời. Ôi đó, chơi. Hút hơi thôi. Rồi chọc lên hút tiếp chứ ai chơi lần. Bà nhìn thấy rồi. À mẹ nhìn thấy rồi, mẹ gian quá. Thấy đâu, mẹ nhìn nó nè, thấy không? Thấy nè, con thấy mẹ nè. Làm gì con mắt mà thấy được. Mọi người cầm đây, cầm lại quay coi. Bây giờ là phải đứng cách xa 2 mét xong rồi bước tới mới được. Tao uống được không? Bây giờ chị làm em đứng em canh cho chị không ai lấy hết. Không tin tưởng được, không tin tưởng được. Cái nhìn cái mặt này là điếm đạn lắm, không được. Trên mặt này không có uy tín hả trời? Không. Bây giờ ở nhà này mấy người nào cũng gơi gốt lắm. Bây giờ không tin ai chơi. Xin lỗi nha. Đi khắp thế gian chỉ có bà hai này mới là thật tình thôi. Quạch đầu heo. Ghê. Số 1. Em ở uy tín đầy luôn. Em mà đi mượn tiền là không ai cho luôn đó. Cái đó là ok, chính xác. Từ nhỏ tới lớn á, mượn một người một thôi. Không cho mượn, tới bây giờ 50 tuổi không cần mượn ai. Hà sinh, xe tái sinh. Xin không cho ăn cắp. Không, không có cắp, xe tái sinh. Mà sinh không cho, nước mắt nó tuôn xuống là người ta phải cho. Mời đẹp, mời đẹp. Trời ơi, ai chơi dùng chiêu đó trời. Đó, từ nhỏ 50 tuổi, chỉ mượn một lần 300 ngàn sáng trả lại liền. Để bán cái bông trả như người ta không cho mượn. Là hỏng suốt cuộc đời này của bà hai giao trai. Thề không cho mượn, Hà sinh. Ủa còn mà mua thiếu. Ra ra ra. Bây giờ chơi đàng hoàng. Ở đây cái đi. Đây. Bây giờ là không chơi giờ trai nha. Ừ. Này là chơi cái tết á. Bây giờ bước vào 3 bước này.
bắt chớp lúc nào nó phải uống. Gần như là dễ đụng lắm. Ok, bố đuổi không lấy cái chai nha. Không lấy chai nha. Ai mà lấy cái chai ra làm chó. Đúng rồi. Khi mà lấy cái làm chó. Khi ok. Mình mà đụng được đây là mình dễ tìm lắm nè. Chó đụng luôn. Ok. Cho đụng luôn nhưng mà khi mà mổ xuống á là chỉ được mổ 3 lần thôi nha. À, 5 lần hay cho mổ 5 lần. 5 lần chứ 3 lần chứ đâu. 5 lần, mổ 5 lần mà không vô là không được lấy tiền nha. Dặn ở đây, lấy mấy nút khoáng dặn lên đây. Ok. Ok chưa? Để ba bước lại lại nha. Bắt chết ba bước. Mình bắt lại. Em đi 2 thi á. Đúng rồi, 2 người thôi. 1 2 3 Mình đếm đi. Em đếm đi. 1 2 3 À, thì ra mày chọn cái chết. Cái gì vậy? Uống nước tương. Vũ đây, vũ cho nó sạch đi.
chết rồi, mặn lè. Quy tín nha. Nắm tay lại, chứ còn nghi mẹ cho anh còn lắm nè, ghi cho anh ngược lại. Mẹ này không là cho anh. Đã là mẹ là không có chơi đập địa đó. Có con á là nghịch tử ha. Con là nghịch tử. Mày xíu mày lộn con mắt mày ra đây. Ai, thằng bảy không chơi chơi nha. Mày có mắt đây. À có. Nè đây đi. À con còn đây nè. Mắt tay rồi. Tay rồi. Ok. Ok, mình bắt lại. Được chưa? Con nắm tay mẹ đi. Mẹ đeo khẩu trang chứ dạ, bịt mắt ai đeo khẩu trang? Một. Mẹ về nha. Tay nè. Tay mà hay đâu. Rồi chứ, trời ơi, cái tay mẹ quơ bên đây. Đó. Nè, vậy thôi, mẹ nắm cơ hai tay luôn đi. Nắm hai tay luôn đi. Quẩy che mắt rồi. Một, hai. Hai, ba. Đậu quý xanh, có đỡ cái chai chứ mặt tơ luôn. Cái gì vậy? Con canh mà có cầm. Trời. Rồi cameraman làm được gì? Nó bỏ xuống là lấy gì nó quay được. Mày mày đánh canh vô đây. Tao mới là người không sao. Rồi. Mày cho mày đánh con mắt tao lại. Đánh tay nó lên mắt hả? Nó hai tay luôn nè. Coi chưa? Thằng kia bịt mắt vô. Ok chưa? Nắm tay hả? Nắm tay. Đâu? Tại đâu? Từ từ đeo hóa trang cái. Mày đánh được. Ê mày chưa đỡ tay lên đây. Thằng khổng này mở tay. Bây giờ mày nắm mấy tay? Tao nắm hai tay. Ừ, có bảy ai người nào nắm tay có bảy? Tự tay tôi nắm tay tôi. Nắm tay. Một, hai. Vô chơi thằng nào? Ba. Vô. Trời ơi, có chơi đâu rồi trời. Nắm tay nhau đi qua màn mưa ở đâu anh cũng đón mưa. Chọc xuống. Trời ơi, có chơi đâu rồi trời. Có đầu vẽ không vậy trời? Hoài luôn thôi chứ mà không xù. Trước giờ thì gần chưa bao giờ biết dịch biết xù ai.
xíu dài thôi. Chịu cái xíu dài thôi. Ai mà bị cho nó uống tươi thông minh dữ lắm nè. Con uống. Mày uống thông minh. Mày bắt em mà cho mà cao bộ mày đéo rồi. Thấy không? Mày nói chỉ một lần thôi mẹ, cũng như là sao mình ta chết á, làm mình khỏi đi cúng. Thôi vậy. Tính đi. Tính đi. Chơi gì vậy? Mày chế cho mày uống đi. Cái thằng nẻ điếc dữ quá. Con làm gì đâu? Con làm gì? Con có làm gì đâu? Con bà nó hay và khôn quá, bà bị uống nước tương mới làm mà giờ tiền cũng có, nó lấy cho mày à? Nó lấy chạy tiền là không thành vấn đề, nhưng mà cái sự uy tín của mình là trên nhất. Nhưng mà bà biết rồi, bà thù dai nhưng mà không thù dai mà bà nhớ mãi. Không, cậu đừng nghĩ là sai. Thí dụ người ta quýnh mình xin lỗi người ta, đi về bỏ. À, còn mình quýnh nhất quá ta, nhịn. Nhưng mà nó quýnh lần thứ hai là bà chết luôn rồi. Đâu, dễ dàng luôn, đừng chết. Lần thứ nhất, lần thứ hai là quýnh đi cấp cứu. Lần thứ ba, cái cứ là có xe cứu thương để chở về. Cái gì nó cũng phải trải qua. Không có, bà phải nói vậy nè. Mày mà quýnh tao á, lần thứ nhất tao nhịn, lần thứ hai nhịn, lần thứ ba là tao bỏ qua suốt đời luôn. Người chết em, người chết em. Đúng rồi, hợp lý. Hồi lớp cái ta đi học lớp 1, 8 tuổi cho lớp 1. Tao nhảy dây xong chiếc dép tao nó mất, con kêu nó mang, tao mới giật nó dép đẹp của tao. Nói ai nói với mày dép của tao mà nó mà dép nó đâu mà sao nó mang dép của mình mà dép mình nó tiêu. Nó dép của tao, giật lại nó rút cây thước bản ra, nó là tổ trưởng. Nó quất nó đầu trong cái bóp. Nó tề thiên hả? Con tao thích tao nói mày quất tao cây nó ơi, quất một cái bóp rồi cây thứ hai xin hai cục. Mày ngon rồi mày quất tao cây thứ ba đây, mày quất tao bóp xin ba cục, tao đi về tao khóc nghỉ học luôn. Người đẹp như thế nào? Cậu nói cái này ngon, cứ uống đi.
Ở kết thúc. Rồi. Kết thúc clip. Bye mọi người, vui ha. Có tay, có tay, có tay. Có tay. Có tay. Có tay này cái nữa. Có tay mày giật tao mày té. Mày tính giật tao đặng mày kéo đặng tao mày quay đúng không? Mày tính chơi tao mày. Đi, đi ra, đi về đi. Hai quá mọi người để vô giúp bà hai là rất là tuyệt vời.